Thu cũ đổi mới giá cực hơi, lên đời iPhone tiết kiệm tới 20 triệu đồng tại Hoa Lạp Mobile. Tháng 3 này hưởng ngay mã giảm giá tới 1 triệu đồng khi trả góp 0% qua HomePay Later. iFan ơi, quét ngay mã QR để không bỏ lỡ nhá. Chào các bạn, hiện nay kiếm tiền trên mạng đã trở thành xu hướng của xã hội. Có những người kiếm vài tỷ một tháng không phải là chuyện khó. Như mới gần đây, trong một buổi livestream, một nhân vật nổi tiếng đã bán được tới 75 tỷ tiền hàng. Tất nhiên, trong đó có cả những đơn ảo, nhưng chắc chắn là có rất nhiều đơn thật và con số 75 tỷ không hề nhỏ một chút nào. Có những công ty bán hàng cả năm còn chẳng đạt được mức doanh thu đó, mức doanh thu của một buổi bán hàng trên mạng. Rõ ràng chúng ta thấy cơ hội kiếm tiền trên mạng là rất tiềm năng. Nhiều người ngày xưa không tin có thể kiếm tiền trên mạng, làm giàu được từ trên mạng, nhưng khi thấy xung quanh có những người giàu lên từ việc kiếm tiền bán hàng qua mạng thì họ cũng dần tin. Nhưng cái dở nhất là tin có thể kiếm tiền nhưng lại không hiểu người ta kiếm như thế nào, và đó chính là kẽ hở cho bọn lừa đảo nó lợi dụng. Như các bạn thấy, đánh vào tâm lý muốn kiếm thu nhập qua mạng, qua việc bán hàng online, thậm chí tâm lý muốn làm giàu nhanh và dễ, nên bọn lừa đảo đã thiết kế hàng trăm mô hình lừa đảo vô cùng tinh vi. Nếu không phải là một người thật sự có đủ kiến thức và kinh nghiệm, thì khả năng bị lừa là gần như chắc chắn. Mình tin rằng bọn này nó mời cả chuyên gia tâm lý tham gia viết kịch bản lừa đảo, chứ chúng nó không thể nào am hiểu tâm lý con mồi như vậy được. Hoặc nếu không thì bọn nó phải toàn là thiên tài thì mới có kịch bản lừa đảo xuất sắc hơn cả phim may của Trấn Thành. Mà nếu bọn lừa đảo chiếu thành phim thì phim của bọn này phải đặt tên là Mơ. Chính vì bọn chúng quá giỏi nắm bắt tâm lý, muốn kiếm tiền dễ và nhiều, nên rất nhiều người đã bị lừa, mất đến cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, không phải là trường hợp hiếm. Bản thân Kiến Thức Thú Vị cũng đã cố gắng tuyên truyền cho các bạn thật nhiều những chiêu trò lừa đảo mới và nguy hiểm. Nhưng có vẻ như móng tay nhọn thì lại gặp cái bấm móng tay, nên bọn lừa đảo vẫn liên tục đẻ ra những trò lừa đảo mới mà mình không thể chia sẻ hết được. Nhưng rất may là có một bạn là người xem của Kiến Thức Thú Vị, bạn ấy đã đích thân bỏ tiền ra đào sâu vào ổ nhóm lừa đảo và mang lại cho chúng ta một bài học. Vậy thủ đoạn của bọn này là gì? Chúng tinh vi đến mức nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Đầu tiên, bọn này tiếp cận con mồi bằng cách lập ra các trang Facebook, sau đó mua một chút like để cái trang trông đáng tin cậy hơn. Bọn nó giới thiệu là nhân viên của công ty thương mại điện tử, trong trường hợp này là sàn Amazon, và bọn này đóng vai là chuyên viên tư vấn mở cửa hàng trên Amazon theo chính sách hỗ trợ khách hàng mở rộng thị trường của công ty. Khi bạn Nguyên là người đã cải trang và tiếp cận cái tổ chức này, thì chúng nó bắt đầu nói chuyện giới thiệu rất lịch sự, nào là nhân viên tư vấn, nào là sẽ hỗ trợ bạn Nguyên mở cửa hàng trên Amazon. Cách nói chuyện vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, nếu không phải người thường xuyên tìm hiểu về lừa đảo thì rất dễ trở thành con mồi. Sau khi tiếp cận xong, đã đưa con mồi vào tâm lý là muốn kinh doanh, muốn kiếm tiền, thì chúng sẽ giới thiệu con mồi tham gia vào nhóm Telegram. Khi ai đó hỏi sao không tư vấn trên Facebook mà phải sang Telegram, thì chúng sẽ giải thích rằng do Amazon là sàn thương mại điện tử quốc tế mà thế giới đang dùng Telegram để trao đổi, nên mình cũng phải vào Telegram để được hỗ trợ. Đến đây thì các bạn nhớ cho mình, đã gọi vào Telegram thì gần như chắc chắn là lừa đảo rồi. Ok, bạn Nguyên cũng vào Telegram để gặp một đứa gọi là tư vấn viên bên này. Cái thằng tư vấn này nó cũng rất lịch sự và chuyên nghiệp, giải thích rằng bây giờ nó sẽ hướng dẫn bạn Nguyên mở một shop trên Amazon để bán hàng. Nhưng bạn Nguyên cũng không cần phải có sẵn hàng, không cần quảng cáo, không cần tìm kiếm khách hàng, không cần tư vấn, thậm chí là cũng không cần ship hàng luôn. Chúng nó bảo rằng hệ thống của Amazon có khách hàng tự tìm đến, tự đặt hàng. Khi có khách như vậy, bạn Nguyên chỉ cần bỏ tiền ra mua sản phẩm giá gốc từ kho, rồi chúng nó sẽ hỗ trợ ship. Khi ship hàng thành công, bạn Nguyên sẽ nhận được tiền lời. Ví dụ có khách đặt cái mũ 200.000 thì bạn Nguyên chỉ cần thanh toán giá gốc của cái mũ tại kho là 150.000, rồi chúng nó sẽ tự ship đến cho khách hàng, và bạn Nguyên chỉ việc ngồi chờ và có ngay 50.000 tiền lãi đút túi. Nghe mình nói tóm tắt thì các bạn sẽ thấy ngay, làm gì trên đời có thằng nào dâng miếng ăn tận miệng cho mình như vậy. Nó đã tìm khách hộ mình, tìm được sản phẩm cho mình, ship hàng luôn cho mình, mà mình chỉ mỗi ngồi không lại có được tiền lãi. Bán hàng dễ như vậy thì cả họ nhà nó giàu rồi, làm gì đến lượt mình. Trong khi nó lại đi làm không công cho mình, thì chắc có thằng thần kinh mới tạo ra cái mô hình kinh doanh hoàn hảo như vậy. Thế cho nên chắc chắn là lừa đảo rồi. Tuy nhiên, phải khi trực tiếp bạn nói chuyện với bọn nó thì mới thấy bọn nó khéo léo gài bẫy, nói chuyện bẻ lái các kiểu để con mồi bị đưa vào vòng quay tâm lý, không nhận ra đâu là thực, đâu là hư, không nhận ra là đang bị lừa đảo. Ngoài ra thì cũng như nhiều bọn lừa đảo khác, bọn này cũng tạo ra các nhóm chat
Trong đó có rất nhiều thành viên ảo liên tục khoe rằng hôm nay được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Nên là các bạn hãy nhớ rằng thằng nào nó kiếm được tiền thật thì nó im ỉm nó kiếm. Còn thằng nào khoe khoang cho bạn thấy thì một là nó muốn lùa gà, muốn gài bẫy bạn, hoặc hai là nó muốn làm màu để vay tiền. Bạn cứ lên Facebook mà xem, ông nào khoe tiền khoe xe thì toàn là mấy ông nợ ngập đầu ngập cổ và kiểu gì cũng sẽ tìm bạn để vay tiền. Rồi quay lại với bọn này thì sau khi tư vấn xong, con mồi mà đồng ý thì chúng nó sẽ hỗ trợ mở tài khoản trên trang web bán hàng. Phải nói rằng cái trang web chúng nó tạo ra cũng vô cùng chuyên nghiệp, có đủ các mục nào là hỗ trợ online, rồi đơn hàng, rồi quá trình vận chuyển, có cả mã code cho từng sản phẩm, từng mã vận. Thậm chí khi đơn hàng được chuyển đi, nó còn hiển thị thông tin quá trình vận chuyển y như thật, có cả tên khách hàng, rồi số điện thoại, rồi địa chỉ vân vân. Với một người ít dùng mạng, ít quan tâm về lập trình web thì thật sự là khó có thể nhận ra đâu là trang web lừa đảo. Tuy nhiên, kinh nghiệm của mình là khi bạn vào trang web nào mà có tên miền nó lằng ngoằng, rồi các kiểu như đuôi .vip, .tk thì khả năng rất cao là web lậu hoặc là lừa đảo. Ví dụ trang Amazon xịn thì sẽ có link là amazon.com, nhưng trang của bọn này sẽ có kiểu là amazon123.vip, kiểu vậy, người chuyên thì dễ nhận ra ngay. Rồi sau khi đã có tài khoản, có shop trên cái trang Amazon giả của bọn nó, thì nó sẽ tạo cho con mồi hai cái ví, một cái gọi là ví chính, một cái là ví kho. Khi có một khách hàng đặt, con mồi sẽ phải nạp tiền vào ví kho, sau đó dùng tiền này để thanh toán giá gốc cho kho, rồi đơn được ship đến khách. Sau khi khách trả tiền, thì tiền sẽ được chuyển vào ví chính. Các bạn lưu ý rằng, việc khách hàng đặt là chúng nó tự vẽ ra, còn quá trình vận chuyển cũng là ảo hết, làm gì có khách nào, có hàng nào, nên làm gì có vận chuyển đâu. Vậy chiêu lừa đảo ở đây là gì? Thì nó nằm ở chỗ là khi bạn nạp tiền để bán những đơn nhỏ giao nhanh thì bạn rút được tiền ngay. Nhưng khi bạn nạp nhiều tiền cho các đơn lớn, thời gian vận chuyển lớn thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Vậy nên bạn phải chờ từ 3 đến 5 ngày sau thì mới được giao hàng thành công. Trong những ngày đó, shop của bạn lại xuất hiện những đơn hàng mới. Nó yêu cầu bạn phải nạp thêm tiền để thanh toán cho kho và ship những đơn hàng này cho khách. Nếu bạn không nạp thì tiền trong tài khoản chính sẽ bị khóa, không cho rút. Vì nhiều người tiếc tiền, lo không được rút nên cứ có đơn hàng là lại nạp thêm tiền. Nhưng càng nạp thêm thì lại càng có nhiều đơn phải chờ đợi, và lúc chờ thì lại có thêm đơn mới, lại phải nạp thêm tiếp. Cuối cùng là càng nạp nhiều thì càng mất nhiều, tiền thì cứ bị giam ở trên trang web. Nhưng mà thực ra là không phải giam tiền đâu, chúng nó lập trình cái web vậy thôi, chứ tiền thực chất là đã chui vào túi bọn lừa đảo hết rồi. Với cách dọa rằng không nạp thêm thì tiền bị giam, chúng nó đã khiến con mồi hốt hoảng đi vay hết chỗ nọ đến chỗ kia, vay hết anh em bạn bè, cô dì chú bác, rồi đến vay nặng lãi để nạp vào cho chúng. Cuối cùng là càng nạp thì càng mất. Đến khi không còn vay được đâu nữa thì mới tỉnh ngộ và nhận ra là mình đã bị lừa. Cho nên sống là phải thật tỉnh táo, chịu khó học hỏi, nếu không thì bạn có thể mất cả gia tài chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Các bạn nhớ nhá, thằng nào kêu gọi vào Telegram để tư vấn là lừa đảo, thằng nào bảo có cách kiếm tiền dễ cũng là lừa đảo, thằng nào bảo nạp tiền để làm nhiệm vụ nọ kia là lừa đảo, mà thằng nào muốn bạn giàu cũng là thằng lừa đảo nốt. Chú ý nhất là cái link nào trông lạ lạ thì copy nó vào Google xem, nếu web thật của công ty nổi tiếng nó sẽ hiện ra ngay, còn web giả nó sẽ không hiện kết quả đâu. Ví dụ các bạn gõ kiến thức thú vị thì nó sẽ ra web thật là kiến thức thú vị.vn, nhưng thử tìm kiến thức thú vị 123 chắc chắn là không hiển thị, vì mấy cái web ảo đó không được Google cho hiển thị. Vậy thôi, hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm và bài học chống lừa đảo. Và cảm ơn bạn Nguyễn đã hy sinh mất mấy triệu cho anh em được mở rộng tầm mắt. Cảm ơn các bạn đã xem đồ. Xin chào và hẹn gặp lại.